Vâng, tại sao phải xuống lá khẩn cấp cho cây ruối? Thế thì đây là một trong những cái câu hỏi mà cây cảnh phủ quản thì đã nhận được. Thế thì đây là một cái cây ruối cụ thể xin được chia sẻ và trao đổi với các bạn. Việc xuống lá khẩn cấp đó là cái việc mà chúng ta nói về một cái hiện tượng nó bị sâu bệnh. Đây là cái hiện tượng nấm các bạn nhé. Và trường hợp này thì bắt buộc chúng ta phải xuống lá khẩn cấp. Thế các bạn có thể nhận thấy là đối với cây dưới này, đây là những cái điểm mà các bạn có thể nhìn thấy là các cái nấm này nó đang mọc và nó đang phát triển, làm cho lá trở lên thành một cái màu đen. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái cành lá này, lá đen xì và đang có dấu hiệu là bị toàn bộ dặn dẹp ở trên. Chính vì vậy cho nên là phải xuống lá khẩn cấp. Xuống lá khẩn cấp ở đây đó là việc mà chúng ta xuống để tránh cái hiện tượng là hỏng lá và hỏng răm, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc để chúng ta xử lý. Ở đây cái thuốc diệt thì có rất nhiều bạn hỏi, nó có rất nhiều loại thuốc để chúng ta dùng. Chúng ta có thể dùng cái thuốc phun muỗi của anh là bảo đảm an toàn nhất đối với lại cây và người sử dụng. Và các bạn cũng có thể là ra hiệu thuốc để các bạn mua những cái thuốc diệt sâu bọ, diệt côn trùng, diệt nấm mốc để các bạn phun cho cây và lấy lại cái độ an toàn của cây. Thế đây là một cái mà xin được chia sẻ với các bạn. Và hiện tại thì đối với cây dưới giá cụm dựng này, tôi cũng lại phải tiến hành xử lý lại lá từ đầu. Vì ở trên thân là toàn bộ điểm này là bị, toàn bộ cái điểm này là bị, nhưng ở trên này thì hoàn toàn là xanh tốt, không vấn đề gì. Thế nhưng nếu như để thì nó sẽ lan hết lên, thì bắt buộc chúng ta lại phải xử lý toàn bộ hệ thống cây này và chúng ta sẽ phải làm lại phun thuốc toàn bộ cho cây. Thế thì đây là một trong những cái mà xin được chia sẻ và trao đổi với các bạn. Đây các bạn có thể là thấy là nấm trắng mốc luôn trên thân các bạn nhé. Nhiều bạn hỏi là để có làm sao không, thì để như thế này nó ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của cây cũng như là hệ thống lá. Và đặc biệt thì các bạn cũng đã biết thì lá nó là một trong những cái cơ quan tạo ra cái đẩy nhanh cái quá trình quang hợp để giúp cho cây phát triển. Chính vì vậy là chúng ta phải tiến hành xử lý, và đây là những cái bước tôi đang chuẩn bị để tiến hành xử lý cái cây ruối khi nó đang có mầm bệnh như thế này. Vâng, thưa các bạn, là sau khi xuống sạch lá thì các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Và vừa rồi thì cây cảnh phủ quản có một cái cú suy luận cũng khá là sai lệch, vì nói với các bạn là ở phần trên này sẽ không bận gì. Thế nhưng thực chất thì sau khi không phải lá xanh là không bị các bạn nhé. Sau khi tút bỏ toàn bộ hệ thống lá này thì các bạn thấy là ở trên toàn bộ hệ thống nấm sâu cũng đã làm cho các cái đường răm này nó bị đen và có rất nhiều các cái dấu hiệu của việc bị nấm đây, nấm mốc trắng đây các bạn nhé. Đây là một cái mà cũng là một lý do tại sao mà chúng ta phải tuốt sạch lá nó đi để chúng ta kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cây và làm sạch sẽ cho cây một lần. Vì cái nấm mốc và sâu bệnh này thì nó có thể là lây lan. Chính vì thế là chúng ta cần phải tiến hành xử lý nó một cách sạch sẽ nhất để chúng ta tiến hành làm các cái công tác tiếp theo. Vậy thì bước tiếp theo sẽ là gì? Bước tiếp theo thì đó chính là việc mà chúng ta sẽ phải sử dụng toàn bộ hệ thống nước xịt, xịt sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây là để giảm tải toàn bộ những cái nấm mốc này. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ chuyển sang cái bước thứ ba, đó là cái bước mà chúng ta tiến hành đem thuốc để phun và tưới cho cây, tiêu diệt cái nấm mốc. Bây giờ thì mời các bạn chuyển sang cái bước thứ hai, đó là bước chúng ta tiến hành tẩy rửa sạch sẽ cho cây. Vâng, bây giờ thì rõ ràng hơn ra rất là nhiều các bạn nhé. Ở đây là toàn bộ những cái điểm mà nấm đang tiến hành ở trên cây. Và bây giờ đó là cái nhiệm vụ mà phải tiến hành rửa ráy sạch sẽ và tiến hành bơm toàn bộ hệ thống thuốc lên cây.
Vâng, đây là bước xoay các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng nước để chúng ta xử lý sạch toàn bộ cái con dẹp, con sâu nó bám trên này. Chúng ta càng rửa sạch càng tốt, càng sạch càng tốt các bạn nhé. Đây là cái bước đầu tiên. Vâng, và đây là cái thuốc tôi dùng các bạn nhé. Đây là một cái loại thuốc mà khá là hay và bảo đảm cái điều kiện an toàn cho người sử dụng và cho cây. Đây là một cái mà để tôi dùng để tôi xử lý cái bệnh dẹp này. Tỷ lệ pha thì tôi không được trình bày ở đây, lý do là người ta đã có những cái hướng dẫn cụ thể đối với cái loại thuốc này. Vâng, sau khi rửa sạch xong thì chúng ta tiến hành vào phụt thuốc các bạn nhé. Đây là cái thuốc mà tôi vừa mới giới thiệu với các bạn. Đây là một cái bước cuối cùng để xử lý cái bệnh dẹp này của cây dưới. Và đương nhiên thì như vừa rồi các bạn thấy là rửa thì nó sẽ trôi từ trên xuống dưới, cho nên ta sẽ cũng sẽ bơm ngược từ trên xuống dưới để ngoài cái phần mặt bẹ này có thể là còn có dẹp xuống thì ta cũng sẽ xử lý nốt. Và như vậy thì tôi đã hoàn thành với các bạn cái nội dung thứ nhất về việc là xử lý cái cây dưới này khi nó bị cái bệnh dẹp như vậy. Ở nội dung thứ hai thì cây cảnh phủ quảng sẽ trả lời với các bạn, đó là một cái nội dung mà rất nhiều các bạn hỏi là cây đang phát, tức là cây phôi ươm ủ đang phát, tại sao dừng lại và có một số mầm bị chết đi và cách thức xử lý như thế nào. Thì trước hết là trước mắt các bạn, đó là hai cái phôi dưới mà tôi đã từng tiến hành ươm ủ vào mùa đông. Và đây là hai cái phôi dưới mà tôi tiến hành ươm ủ ở trong nhà. Xin mời các bạn cùng theo dõi lại một lượt. Ta chỉ chừa cái đầu cút này thôi ạ. Và đây, đây chính là cái mà, và sau đó thì chúng ta sẽ phun nước một lần. Phun nước một lần và đây là cái hiện thực của phôi. Thì các bạn có thể nhìn thấy là một cái phôi này nó phát rất là tốt các bạn nhé. Lá rất xanh, phát triển rất tốt. Đây là một cái phôi mà các bạn có thể nhìn thấy là các cái điểm chết đang bị khô đấy ạ. Đây là khô. Và đây là các cái điểm mầm đang mọc trở lại. Thế thì ở đây nói với các bạn là do cái đặc điểm của phôi và sức của phôi dẫn đến việc mà nó không thích ứng được trong cái điểm thời tiết giá lạnh và nó bị hỏng mất toàn bộ cái hệ thống răm này. Thế nhiều bạn rất sốt ruột là nhổ lên, thì ở đây các bạn không nên nhổ mà các bạn giữ nguyên và giữ được độ ẩm cho cây, cho phôi thì phôi sẽ phát triển trở lại. Ở đây các bạn cũng có thể nhìn thấy đây là một trong những cái điểm mà là còn của một cái phôi khác tôi tiến hành ươm thêm vào đây, cũng đang có dấu hiệu bị hỏng. Thế nhưng mà đây các bạn có thể nhìn thấy là đang trong cái quá trình phục hồi lại. Đây là một cái phôi khác, khác với lại cái phôi này các bạn nhé. Thế thì đây là một trong những cái mà nó là cái đặc tính của cây dưới. Vì các bạn đã biết là có những cây dưới nó phát vào mùa hè, cá biệt có những cây nó phát vào mùa đông và mùa lạnh. Thế thì đấy là những cái đặc điểm riêng của từng cây, đúng không ạ? Và nó có cái quy luật riêng của cá nhân cây đó. Cho nên là đây là một trong những cái mà xin được trả lời với các bạn, và cũng là để giới thiệu với các bạn là việc mà mọc mầm nó phải có cái thời gian chờ để ra rễ, và sau đó thì cây mới sống từ rễ. Vì thế cho nên là chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm, không sợ là cây của mình đang lên mà nó rụi.
Mà vấn đề là các bạn cần xem lại cái cách chăm sóc hay nói khác là bảo đảm cái độ ẩm cho cây thì tin chắc rằng cây sẽ phát triển trở lại. Và đây là một cái ví dụ thực tế để cùng chia sẻ, giới thiệu với các bạn để thấy được là việc xử lý phôi sau khi đã nhú mầm là một cái rất quan trọng, và chúng ta phải nắm được cái đặc điểm của nó để chúng ta có cái cách xử lý phôi cho nó tốt hơn. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cây Cảnh Phục Quảng và đồng thời ủng hộ cho kênh Cây Cảnh Phục Quảng. Rất vui khi lại được giới thiệu với các bạn những nội dung tiếp theo của kênh. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc. Thay mặt những người làm chương trình, trân trọng cảm ơn các bạn.